Xin chào các bạn, kể từ khi được triển khai thì eSIM được xem là chỉ được sử dụng trên những điện thoại iPhone XS, XS Max hay là XR. Tuy nhiên mình biết được là trên thị trường có một số điện thoại Android có tính năng eSIM như là Pixel 3 hay là Pixel 3 XL của Google. Vậy thì hôm nay mình sẽ thử xem chiếc điện thoại Pixel 3 có thể sử dụng được eSIM của nhà mạng Việt Nam hay không. Nói về các thiết bị có eSIM được bán ở thị trường Việt Nam chính hãng cũng như sách tay thì ngoài Pixel 3 hay là các iPhone XS Max XR thì còn có những chiếc đồng hồ Gear S2, S3 của Samsung hay là Google Pixel 2, Pixel 2 XL. Tuy nhiên thì Pixel 2 và Pixel 2 XL chỉ hỗ trợ eSIM của dịch vụ Google Fi nên sẽ không sử dụng được ở Việt Nam. Ở đây mình có một chiếc Google Pixel 3 và một cái SIM eSIM của Vinaphone. Mình sẽ thử add nó vào đây để xem có hoạt động được hay không. Khi các bạn mua eSIM của nhà mạng thì sẽ được cấp một cái QR code. Các bạn sẽ phải vào phần cài đặt mạng cái điện thoại của mình và quét cái QR code đó để add nó vào trong máy. Mình có một cái phát hiện là lúc mà bắt đầu khởi tạo máy á, chúng ta đừng nên đăng nhập vào mạng cũng như là đăng nhập tài khoản Google. Vì khi mà mình đăng nhập vào mạng hoặc là đăng nhập tài khoản Google của mình vào thì nó sẽ phát hiện là mình ở Việt Nam, thì nó sẽ giấu đi cái tùy chọn add eSIM vào trong chiếc điện thoại này. Sau khi add xong vào điện thoại thì chúng ta chờ bên phía nhà mạng tiến hành các thủ tục hòa mạng cho chúng ta. Thì mình đang có ở đây chiếc Pixel 3 của mình đã add eSIM của Vinaphone rồi. Chúng ta sẽ thấy ở đây có phần thông tin mạng là Vinaphone. Thì các bạn thấy thì cái điện thoại của chúng ta đã đổ chuông, chứng tỏ là cái eSIM đã hoạt động bình thường. Vậy là mình đã add được chiếc eSIM Vinaphone vào trong chiếc Pixel 3 rồi. Rất tiếc là mình không có một cái eSIM của Viettel ở đây để mà add thử xem có thể sử dụng được hay không. Mình sẽ cố gắng làm trong thời gian tới. Ngoài ra mình có một số lưu ý về cái eSIM trên Pixel 3 này. Thì khi bạn add eSIM vào chiếc Pixel 3 này và trong máy bạn có sẵn một cái SIM vật lý thì bạn chỉ sử dụng được một trong hai SIM đó thôi. Vì cái Android chính của Pixel 3 này chưa có hỗ trợ hai SIM hai sóng. Tuy nhiên thì mình thử ở trong cái bản Android Q Beta 2 á, nó đã bật tính năng hai SIM hai sóng, tức là bạn có thể sử dụng được hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM trên Pixel 3 này. Mình nghĩ rằng trong bản chính thức sắp tới thì Android Q sẽ hỗ trợ tính năng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.